个东西也一个呢。
chết vô đen quỷ sứ. Bà con Mỹ vậy à không? Nó xiết cổ tôi nè. Thấy rồi mày. Trời ơi, tôi thở không nổi. Khùng không mày, xiết cổ cho mày thở. Lỡ cái lỡ vậy. Đó, một cú nữa coi. Đá vừa vừa thôi. Đá mà nó gãy sống à. Chết như mày. Mình nước mà đứng vậy. Đau cái gì hết nổi đâu mày. Má. Trước khi tao vĩnh biệt cõi trần. Mày muốn gì nữa mày? Tụi mày hãy để cho tao ăn thịt người. Ở cái xã này rồi tao mới chết. Thịt người tao đang ăn mày. Rồi hai tao nắm nắm kéo gì mày? Cái quần rồi. Ai mất dạy nắm trên đầu đó. Đâu quần tụi con của bác đây giờ. Bây giờ ha. Mấy bà bỏ chạy hết rồi tao kiếm thịt con nít tao hút luôn. Đâu mày? Trời ơi trời. Mày hình người hết không rồi ăn mày? Gặp mày mày chờ không? Chả treo nữa hả? Chờ vậy cứu lại nổi nữa không? Còn nổi không mày? Làm gì mày đá nhiệt tình đứng như vậy? Mày đâu hình người quýnh mày đâu mày? Đừng! Đừng giết tao! Vì tao là quỷ đẹp trai nhất Mỹ Lợi A này đó. Trời ơi, quỷ sướng cái đầu dung gơm cái đẹp trai thôi mày. Con giữ nó hả? Đè lỗ xuống đâu mà chung. Đau. Đau lắm bà con cô bác Mỹ Lợi A ơi. Chết kiểu nào chứ kiểu này nó lủng lỗ xuống quá hả? Chết tên ơi, sợ xấu đẹp đâu mày. Đè xuống lại lên. Giận nó. Trời ơi trời. Tao thấy giận như hiều chứ trời gì mày. Sao biết nhẹ. Đâu đâu mày nằm xuống cho nó giảm thử cho mày biết nhẹ nặng thôi mày. Chạy treo nữa không? Ngồi treo nước mình cưới luôn mày. Nó cho ống nước mà làm như là nó phun gà vậy mày. Vô miếng coi. Sao? Thấy nước đây sao mày? Công nhận ha. Nước ở Mỹ Lợi A sao mà nó mát hơn trong Mỹ Lợi B như vậy? Sao không mày? Mát uống lẹ đi mày. Cho bụng nước chì dơ nữa không mày? Áp thấp nhiệt đới mưa cho ướt cái thằng đó chơi được không? Uống lẹ đi. Uống đi mày. Mày uống nước uống bóng xong nữa không mày? Để con làm chui. Trời ơi là trời. Nó giết cho uống gì? Nó đẩy vô lỗ thở không? Mày quỷ chưa uống lỗ thở vậy đó mày? Nằm xuống lấy thở nè. Cười cái gì? Không giữ được rồi hả? Nằm xuống lại lên. Trước khi dịnh biệt khỏi thằng theo phò linh cũ, mày có lời chân cáo bà con cô bác đây không mày? Dạ. Trước khi con dịnh biệt cõi trần để đi theo phò linh cũ, gia đình bà con cô bác có thương tình, hãy ủng hộ con làm lộ phí đổ sáng lãnh về với bà con cô bác Mỹ Lợi A. Con Mỹ đeo hô coi, trước khi chết thương tình là lộ phí, bà con cô bác thương tình và ủng hộ 5-3 lẻ mua sơ phò linh cũ bà con ơi. Không cho được không mày? Trời ơi, khán giả đông như vậy mà không ai thương tình ủng hộ hết. Làm sao mà tôi về với, chắc tôi ở Mỹ Lợi A này tôi phá rối hoài quá. Từ từ bà con của bác đại gia ủng hộ cho mày, không có thăm vợ mày. Chủ trại hôm nguyện tâm đâu rồi. Ê, tới tụi con số chưa, đánh cho bà 100 đồng, tỉnh cho một đoạn mày. Trước khi dẫn mày cởi thằng chứng cơ sở mới tán vào nguyện tâm kia mày. Ông nguyện tâm ơi, nếu một mai tôi có dịnh biệt cõi trần thì ông mới tặng cho tôi một cái hồn đẹp giống hệt như trong nhà vậy không yên tâm. Khôn á mày, sắp chết tôi là sư bên hạt biệt nữa hả? Đây là đại diện cơ sở mai tán cho ông Nguyễn Tâm cháu hoài bước ra tặng cho mày 500 ngàn đồng nha mày. Trời ơi, khán giả đông như vậy mà có hai người ủng hộ còn nhiêu sao ghét hết rồi. Châu mày quỷ sứ rồi thì người ta ai mà thương mày cho nổi mày.
cho gia đình ơi. Bà con cô bác Mỹ lợi ơi, mà nãy là lời đạo sốt loài quỷ sư trước khi dính bê coi chờ. Muốn nói nhỏ lẹ đi mày. Trời ơi, trước ở đây chúng sẽ đưa tôi về mình ghê thế giới. Nghĩ đó hả mày? Bà con cô bác có thương tình lần cuối của đời con có ủng hộ thì tranh thủ ra đi để không còn cơ hậu gì. Mày còn tránh đó hả? Ê, đâu mày điểm chỉ cho nãy giờ chủ chơi học quyết tâm với bà con cô bác ra ủng hộ. Đủ mua một vé phương trang giường nằm máy lạnh có wifi thì giữ cho mày. Đây là cơ sở mai táng cho Hồng Nguyễn cho. Chỉ cho giờ gom góp là ủng hộ cho mày tổng cộng là 800 ngàn đồng. Đủ đi chưa mày? 800k. 800k. Cần thôi mày. Không có quỷ khóc vậy thì cần gì. Trời ơi, người ta chết từng mấy hai ba chục trang. Còn cái thằng quỷ đẹp trai nhất Mỹ Lê A chết thì có tác sĩ rồi trời. Mày quỷ sứ mà còn sơ bày người ta nữa hả? Rồi đất mà thôi. Dạ. Trời ơi, mày lấy lộn cái tấm gì mà khô đầu tương quá quá mày. Đi ông nội, tấm hết về nè, mấy ngày nay cái gì? Gạch đâu chết lên. Nè, đây tiếp tục con chú cốt rồi tặng cho mày 100 ngàn đồng mày. Mày con đồng nữa mày. Ông chưa buông tay mày ơi. Để dưới muốn cái dập sao? Dập cái gì mày? Dập thành PD. Trước thì chết phạm đê hả? Đưa nhân ngoại ra tổ. Vô số con mà lớp hóa đây xin kim tướng gì thầm quỷ được bà con ơi. Chấm ơi. Ê mày đâu bị lé rồi, bố đâu rồi? Hay. Cái gì đó vậy? Trước khi dịch biệt cõi trần, lìa xa nhân thế. Mày ngốt cái gì đó mày? Đâu mày dần kỹ dọc dọc mấy bạn ở ngoài sân với trong nhà ta còn ra ủng hộ lần cuối không mày? Có rồi mày. Thế tôi còn cứu thầy nhà vô ủng hộ cho mày thêm 100 ngàn đồng nữa mày. Mười một. Trời ơi, một đồng nữa mày.
Đi tao nói được đi mày. Hả? Đá hoài rồi kéo. Hai dữ. Ba, xử tử luôn. Rồi. Rồi mày, rồi mày. Rồi đi chết rồi mày. Thank you.